thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền quảng bá cuộc thi hoa hậu thế giới Việt Nam năm 2019 ngày 3 tháng 7 đoàn thí sinh dự thi đã có một số hoạt động ý nghĩa tại thành phố Hưng Yên. Đoàn đã tới dân hoa tại tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của Hưng Yên đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Tiếp đó, đoàn đã tới dân hương Thầy giáo Chu Văn An tại Văn Miếu Xích Đằng. Tại đây, các thí sinh tặng 43 lô cho 40 em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên cùng ngày các thí sinh hoa hậu thế giới việt nam cũng đã đến thăm cây nhãn tổ tại đình hiến phường hồng châu và vườn nhãn tại xã hồng nam